Chế độ time-lapse. Bạn muốn gói trọn hình ảnh không gian trong một khoảng thời gian để cho ra những thước phim tuyệt đẹp. Với cấu trúc gimbal và những thuật toán được cài đặt thông minh, Osmo Mobile 4 sẽ giúp bạn tạo ra những video time-lapse tuyệt vời bằng cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Chuyển sang chế độ time-lapse trên điện thoại của bạn. Chọn thanh công cụ cài đặt ở phía trên cùng của màn hình. Cài đặt thời gian quay video ở phần duration và độ dài của video sau khi đã được tua nhanh ở phần interval. Ấn vào path. Sử dụng joystick để điều khiển gimbal xoay các hướng, rồi sau đó nhấn vào dấu cộng để chọn điểm đầu tiên. Tiếp tục di chuyển gimbal và chọn điểm thứ hai. Để tạo được video, bạn cần chọn ít nhất 2 điểm. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ phơi sáng và độ phân giải của video thành phẩm. Cuối cùng, chỉ cần nhấn vào nút quay và đợi cho tới khi kết thúc là bạn đã có những thước phim hoành tráng và tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.